Xin chào các bạn đến với kênh ẩm thực sạch và cuộc sống. Hôm nay tôi xin chia sẻ với các bạn cần sa, đặc biệt là các tín đồ nghiền cà phê, một phong cách uống cà phê hết sức độc lạ do tôi sáng tạo ra. Nghĩa là các bạn biết là trong chúng ta, những người mà uống cà phê sữa đá thì cái nguyên liệu đầu tiên là sữa bột, sữa đặc có được, và nguyên liệu thứ hai là cà phê phát phin. Chúng ta pha ra phin rồi sau đó chúng ta chế vô, chúng ta pha theo một cách hết sức là truyền thống. Nhưng mà hôm nay tôi sẽ chia sẻ các bạn một cái cách uống cà phê theo cái hướng gọi là light. Nghĩa là nguyên liệu đầu tiên là tôi dùng dĩ nhiên là cà phê pha phin, cà phê đen rồi. Và cái nguyên liệu thứ hai, thay vì chúng ta dùng cái sữa đặc có đường để chúng ta pha ra một ly cà phê pha phin truyền thống, thì ở đây tôi dùng cái sữa dùng cái cà phê hòa tan 3:1. Ở đây nó có chứa sẵn đường, sữa và cà phê đây luôn. Thì cái việc mà cà phê hòa tan á, thì các bạn có thể dùng bất cứ loại nào cũng được, chẳng hạn G7 hoặc là Vina cà phê. Còn ở đây tôi dùng cái cà phê buổi sáng, loại nào cũng được, miễn nó là cà phê sữa và cà phê sữa bột có được. Rồi, dạng hòa tan. Và cách là làm cũng hết sức là đơn giản. Rồi, trước tiên thì chúng ta, các bạn cắt cái cà phê này ra. Và nên lưu ý là chúng ta chỉ sử dụng phần nửa ống thôi. Nửa ống cà phê hòa tan buổi sáng. Rồi đừng nhiều, tại vì nhiều nó hết sức là phải. Ở đây nó cũng có cà phê này, chứa cà phê in rồi. Và nó có đường, có sữa, cà phê sẵn. Rồi, ta dùng nửa ấm thôi. Sau đó các bạn chế nước một tí nước sôi vào để các bạn quay lên. Rồi. Rồi sau đó cái cà phê pha phin. Sử dụng nguyên phin bình thường thì các bạn, do ở đây nó có cà phê sẵn như tôi đã nói rồi, thì và có sữa có được rồi, thì là các bạn chỉ sử dụng nửa phin cà phê để thôi. Nếu các bạn dùng nguyên phin này là có khả năng là bị ép tiệp. Và lưu ý là ly cà phê này khá mạnh và uống rất là tỉnh táo và rất ngon. Sau đó chúng ta quay điệu lên. Và công đoạn cuối cùng là các bạn cho đá vào. Bình thường như pha cà phê sữa đá mà kiểu truyền thống. Rồi, chúng ta quay lên. Vậy là đây là một cái công thức mà từ tôi nghĩ và sáng tạo ra và uống rất là tỉnh táo. Thì các bạn mới gần đây thì chúng ta nghe nói là uống cà phê muối, uống cà phê thêm muối vào này nọ, nhưng mà tôi thì chưa thử cà phê đó. Nhưng mà cái nhịp mà uống cà phê sữa đặc với cà phê pha phin theo phong cách truyền thống thì rất là bình thường. Ở đây tôi sáng tạo theo cách thường, như là chúng ta sử dụng 50% cà phê hòa tan có sữa và 50% cà phê pha phin để tạo ra một ly cà phê light, cà phê sữa đá light rất là độc lạ và rất đặc biệt. Thì các bạn nào mà yêu thích cà phê, nghiện cà phê thì có thể thử thỏa mãn, thử sự sáng tạo của mình, và các bạn sẽ thấy cảm thấy là rất là hài lòng theo phong cách của cà phê này. Thì đến đây ẩm thực sạch và cuộc sống kết thúc cái clip này. Các bạn thấy hữu ích, các bạn có thể đăng ký kênh, share kênh, cho tôi một like. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái clip tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.